Tử vi thứ tư ngày 22 tháng 3 của 12 con giáp. Bước sang ngày mới, công việc của người tuổi Dần không diễn ra như bạn mong muốn, hết gặp trục trặc về giấy tờ văn bản, lại tới vấn đề nhân sự, con người, nguồn vốn. Còn các con giáp khác sẽ thế nào? Cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé. Tuổi Tý. Người tuổi Tý có một ngày hanh thông phơi phới, dự tính làm việc lớn tất thành, chỉ cần bạn hạ quyết tâm không gì là không thể. Tam hợp đế vượng kích hoạt tài lộc dồi dào, tình hình tài chính của bản mệnh được cải thiện rõ rệt. Trong ngày buôn bán kinh doanh, một vốn bốn lời, tiền thu đầy túi, vơi rồi lại có, thành thơi muôn phần. Một ngày làm việc tất bật nhưng lại không mang về cho người tuổi Tý thành quả như mong muốn, ngọ hỏa tương hình gây ra nhiều bất lợi trong công việc sự nghiệp. Gặp nhiều trở ngại thách thức, lại thêm ngũ hành kim thủy tương sinh tài lộc đã khá, chuyện tình cảm còn tốt đẹp hơn. Thời gian này nhân duyên của bản mệnh khá vượng, nhất là nhân duyên khác giới, vì vậy tìm một nửa yêu thương phù hợp không phải là chuyện quá khó. Chỉ có điều bạn có chịu mở lòng hay không mà thôi. Tuổi Sửu. Tử vi hôm nay của người tuổi Sửu chưa thấy dấu hiệu sức khỏe suy giảm, nhưng hôm nay bạn sẽ cảm nhận rõ rệt điều đó. Thời tiết giao mùa thay đổi đột ngột, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật, chỉ cần thức quá khuya hay dậy sớm mà ăn mặc phong phanh, bản mệnh rất dễ bị cảm cúm. Trong công việc, mệnh chủ bỗng trở nên nóng vội, dễ bực bội vì những chuyện nhỏ nhặt, nếu không nghĩ thoáng ra mà chỉ quanh quẩn với những điều vụn vặt. Không gian phát triển của bạn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hỗn tạp các vấn đề, đừng tự gây áp lực cho chính mình như vậy. Tuy nhiên, tuổi Sửu vốn biết cách tiết chế cảm xúc và cân bằng cuộc sống, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra cách tốt nhất để thoát khỏi những lo toan muộn phiền. Bên cạnh đó, thứ ấn thúc giục bạn cần chủ động nắm bắt cơ hội khi được cấp trên giao phó nhiệm vụ quan trọng. Chuyện tình cảm và tài lộc trong ngày không phải nghĩ ngợi nhiều, suy cho cùng cuộc sống này vui vẻ hay buồn bực đều là do cách nghĩ của mỗi người. Bởi thế hãy nghĩ theo cách lạc quan tích cực, bạn sẽ thấy mọi thứ dễ dàng hơn đối với mình. Tuổi Dần. Ngày thứ tư của tuổi Dần không lý tưởng, chịu sức ép từ quan hệ dần thân tương xung, tinh thần bản mệnh bị kích động lớn, rất dễ buồn bực, muộn phiền. Thậm chí có người cảm thấy cuộc sống này có áp lực dẫn tới than thở, rơi nước mắt. Công việc không diễn ra như bạn mong muốn, hết gặp trục trặc về giấy tờ văn bản, lại tới nhân sự, con người, nguồn vốn. Cả những lúc khó khăn, mọi thứ rối ren, bạn cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, bằng không sai lầm nối tiếp sai lầm, bạn sẽ lĩnh đủ hậu quả. Ngũ hành kim mộc tương khắc ảnh hưởng không tốt cả sức khỏe và tinh thần. Tuổi Dần khó tránh cảm giác mệt mỏi, uể oải khi phải ngồi làm việc quá lâu. Đôi lứa cãi vã càng khiến tinh thần và sức khỏe của bạn giảm sút. Tuổi Mão. Hôm nay Mão Mộc yếu thế, chính vì vậy mà làm việc đã thiếu tập trung thì chớ, lại còn bị kẻ xấu gây hấn, cố tình moi móc khuyết điểm nhằm triệt hạ uy tín. Bản mệnh thân cô thế cô, không có người chống lưng, cảm giác cô đơn buồn tủi dâng trào. Công việc trong ngày không mấy thuận lợi, đồng nghiệp đố kỵ tìm cách quấy phá khiến bạn khó tập trung làm việc. Cấp trên nghe lời phỉnh nịnh của người khác rồi gây áp lực cho bạn. Việc khó thì giao bạn quản lý, việc dễ kiếm lời cao giao cho kẻ không nắm vững chuyên môn. Do đó làm gì bạn cũng phải thận trọng, giữ mồm giữ miệng trong mọi tình huống. Dù bản thân đúng hay sai cũng nên cư xử hài hòa. Chuyện tình cảm không như ý, đừng nóng vội và hấp tấp trong việc bày tỏ tình cảm. Hãy để cho chính bản thân mình và đối phương có thời gian tìm hiểu nhau kỹ càng hơn, để không ai bị tổn thương tinh thần. Tuổi Thìn. Được cục diện bán hợp Thìn thân nâng đỡ, tình hình công việc tài chính người tuổi Thìn được cải thiện đáng kể, không còn dấu hiệu của tiểu nhân quấy phá, thậm chí một số người trước kia tỏ ý thù địch, nay chuyển sang thế đối thoại, mong muốn hợp tác cùng. Khi đã có người thể hiện nhã ý, bạn cũng đừng tỏ ra ngạo mạn, kẻo mọi việc chuyển sang hướng tiêu cực. Yên tâm, tinh thần của bạn hôm nay khá tốt, sẽ không tự dưng gây chuyện với người khác, trái lại sẽ bao dung và hòa nhã hơn. Vì thế mà cảm giác làm gì cũng thuận lợi. Nếu đang giận nhau, hôm nay chính là cơ hội tốt để hai bạn làm lành. Chuyện gì cũng có giới hạn nhất định, đừng giả néo đứt dây, nhượng bộ một chút mà có được niềm vui, hạnh phúc thì cũng xứng đáng. Tuổi Tỵ. Tỵ thân nhị hợp thủy cục, hứa hẹn một ngày gặp nhiều may mắn và niềm vui. Người kinh doanh buôn bán sẽ được dịp thu lợi lớn, làm ăn vào cầu, túi tiền rủng rỉnh, một vốn bốn lời, thu hoạch trong ngày hôm nay gấp nhiều lần những ngày khác cộng lại. Dù ngũ hành tương khắc tị hỏa khá vất vả nhưng tiền bạc dồi dào, bản mệnh cố cắn răng chịu đựng, ắt mọi việc êm xuôi, tiền về đầy túi,
Nhìn chung công việc tiến triển thuận lợi, bạn không phải lao tâm khổ tứ nhiều mà vẫn có được kết quả khá mỹ mãn. Chuyện tình cảm gặp trục trặc nhỏ nhưng may mắn bản mệnh không phải là người giận được lâu. Cơn nóng giận đến nhanh nhưng cũng qua đi nhanh chóng, đôi lứa lại vui vẻ, hài hòa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuổi Ngọ. Hôm nay thực thần xuất hiện mang theo nhiều áp lực trong công việc, đồng nghiệp ỷ lại, dồn việc cho bạn, cấp trên không hiểu, còn ép doanh số, ép tiến độ. Dù đã cố gắng hết mình nhưng bạn vẫn có cảm giác chưa hài lòng, quá nhiều việc còn dang dở. Mối quan hệ xã giao không tốt đẹp sẽ gây không ít trở lực cho bạn trên con đường phát triển sự nghiệp. Vì thế trong mọi tình huống hãy giữ thái độ hòa đồng, nhún nhường, miễn là được việc của mình. Sức khỏe người tuổi Ngọ giảm sút đáng kể, lười vận động cộng thêm áp lực về tinh thần khiến cơ thể suy nhược rất nhanh. Bạn cần dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn nếu không muốn bị kiệt sức bất thình lình. Tuổi Mùi. Ngày ngũ hành tương sinh, tài lộc người tuổi Mùi khá lý tưởng, tiền bạc rủng rỉnh, tiền hết rồi lại kiếm ra. Mặt tài chính không đáng lo lắng hay muộn phiền, tuy nhiên sức khỏe lại có dấu hiệu giảm sút. Rất có thể hôm nay bạn sẽ bị chứng đau nửa đầu, đau nhức khớp cổ tay, cổ chân. Một số bạn có sức đề kháng yếu còn dễ mắc cúm, vừa mệt mỏi lại khó chịu, không thể tập trung làm việc, ăn uống cũng kém ngon. Chuyện tình cảm lứa đôi đang diễn ra theo chiều hướng bế tắc, vì không chịu chia sẻ, không dành nhiều thời gian để giải quyết hiểu nhầm, đôi bên ngày càng lạnh lùng, xa cách, đời sống hôn nhân thiếu màu sắc lãng mạn, rất cần những yếu tố mang chất kích thích mạnh mẽ một chút như sự ghen tuông chẳng hạn. Tuổi Thân. Thân kim tự hình khiến tâm tư tình cảm của bản mệnh ảnh hưởng nặng nề. Nữ mệnh tâm hồn treo ngược cành cây, làm việc lơ là, dễ phạm sai lầm. Nam mệnh dễ nổi nóng bực bội, nhìn ai cũng muốn gây chuyện, cảm giác vô cùng khó chịu. Thái độ cư xử thiếu sự hài hòa là nguyên nhân chính khiến các mối quan hệ xã giao của bạn đi xuống. Bản mệnh vốn ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới bản thân, không chịu cố gắng vì tập thể, lúc nào cũng chỉ chăm chăm đến lợi ích của mình, vì thế ngày càng nhiều người không ưa. Tài lộc trong ngày khá sáng, mệnh chủ kiếm được tiền đấy nhưng chật vật và vất vả. Chủ yếu vẫn là vấn đề tâm lý cản trở sự sáng tạo của bạn. Lúc nào bạn cũng nghĩ mình cố gắng như vậy là đủ lắm rồi, xứng đáng lắm rồi, nhưng trên thực tế nó chỉ như muối bỏ biển, chưa là gì so với sự cố gắng của những người xung quanh. Tuổi Dậu. Âm dương hòa hợp giúp nhật vận của người tuổi Dậu hài hòa an yên, công việc hoàn thành đúng tiến độ, thậm chí có bước phát triển vượt bậc. Bạn có thể đề xuất ý tưởng sáng tạo hay dự án mới sẽ được đông đảo mọi người ủng hộ. Đường quan lộc của bạn cũng hanh thông, có nhiều cơ hội thăng tiến. Quan trọng là phải chủ động nắm bắt, nói thì dễ nhưng làm mới khó. Có người nhìn thấy cơ hội rồi nhưng còn do dự lưỡng lự để lỡ mất. Tuổi Dậu thông minh lanh lợi, chắc chắn sẽ biết cách biến mọi thứ không thể thành có thể. Tài lộc trong ngày hanh thông phơi phới, tiền thu về đầy túi, chi tiêu không phải nghĩ ngợi nhiều, gạt mọi nỗi lo sang một bên, bạn có thể tự thưởng cho mình một bữa tối sang chảnh nào đó. Có thực mới vực được đạo, ăn uống no say rồi mới có tinh thần phấn đấu tiếp. Tuổi Tuất. Hôm nay tuổi Tuất đón tin vui liên quan đến tiền bạc, có thể là hạng mục kinh doanh, đầu tư thu lãi, cũng có thể là được khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng nào đó. Dù là gì đi nữa, tiền cứ vào túi là vui rồi, những thứ ngoài luồng khác không cần quá để ý. Công việc trong ngày tiến hành trôi chảy, dù bạn dự định làm việc lớn hay nhỏ đều cảm thấy thuận lợi. Đạt được thành công bước đầu, đường quan lộc cũng rộng mở, cơ hội để bạn thăng tiến ngày càng nhiều. Hãy tự tin thể hiện năng lực cá nhân, tình yêu đôi lứa nở hoa phơi phới. Nhờ ngũ hành thổ kim tương sinh phù trợ, nếu quyết định tỏ tình đừng do dự quá nhiều. Hãy mạnh dạn sắp xếp cuộc hẹn lãng mạn, chắc chắn trái tim người ấy sẽ thuộc về bạn. Tuổi Hợi. Thân Hợi cạnh tranh mang điểm đấu đá nhau vì công việc, lợi ích cá nhân, cơ hội thăng tiến. Bản mệnh vốn không ham hố quyền chức nhưng có tài, vì thế mà tiểu nhân lo sợ tìm cách quấy phá. Tuy nhiên trước mắt kẻ xấu vẫn núp trong bóng tối, chưa dám công khai hành động nên bạn hết sức thận trọng. May mắn là công việc trong ngày vẫn diễn ra thuận lợi nhờ chính sự năng động và nhanh trí của bạn. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, nếu kiên nhẫn theo đuổi mục tiêu, ắt ngày thành công sẽ tới. Tình yêu đôi lứa ví như gấm thêm hoa, đã tốt đẹp lại càng thêm mỹ mãn. Còn do dự gì nữa mà không bày tỏ tình cảm với đối phương, tỷ lệ thành công rất cao, cầu hôn trong ngày hôm nay cũng rất thuận lợi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn một ngày mới gặp nhiều tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình lần sau của lịch ngày tốt.